giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba và 15 giải khuyến khích đã được trao thưởng tại lễ tổng kết giải Búa Liềm Vàng do Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội. Gần 1.200 tác phẩm từ các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương gửi về dự thi năm nay được đánh giá có đầu tư công phu, nhiều đổi mới trong cách thể hiện và bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng, sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trong khối. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được vinh danh với một giải nhất, một giải khuyến khích. Cụ thể, nhà báo Bùi Xuân Tiến, chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đoạt giải nhất với loạt bài 5 kỳ để con tàu EVN dẫn dắt các doanh nghiệp cùng phát triển. Tác giả Nguyễn Đắc Cường, Công đoàn Điện lực Việt Nam đoạt giải khuyến khích với loạt bài 3 kỳ dịch COVID-19 và cơ hội đổi mới hoạt động Công đoàn Điện lực Việt Nam. Cuộc thi đã tạo một cái sức lan tỏa rất là lớn, một đợt sinh hoạt chính trị rất lớn trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tôi cảm thấy bất cứ các đảng bộ chi bộ nào trực thuộc tập đoàn cũng đều hưởng ứng cuộc thi rất là mạnh mẽ, tham gia với tác phẩm để con tàu EVN dẫn dắt các doanh nghiệp cùng phát triển gồm có 5 kỳ. Tôi cảm nhận rất rõ là trong những năm vừa qua, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có những cái quyết tâm rất là mạnh mẽ để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm mục tiêu hướng đến nâng cao năng suất lao động cũng như là tăng tiện ích, giảm phiền hà, hướng đến phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Và tôi mong muốn rằng Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục duy trì cái cuộc thi theo một chiều sâu và chiều rộng hơn nữa. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong 4 tổ chức đảng thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương nhận bằng khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu. Năm 2021 là cũng là một năm rất là khó khăn, nhưng chúng tôi cũng hết sức là ngạc nhiên là các cái cấp ủy, tổ chức đảng rồi các đoàn thể chính trị đã tích cực tham gia. Và chúng ta lần đầu tiên là chúng ta có 110 bài sau khi sơ loại và gửi lên Đảng ủy khối. Về số lượng chúng ta cũng đứng thứ hai. Và cái thứ hai nữa là cái chất lượng của chúng ta cũng tuyệt vời. Đó là chúng ta đạt một trong 3 cái giải nhất của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và một giải khuyến khích. Bám sát cái chủ đề của năm 2021 mà Ban tuyên giáo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cũng như là Ban tuyên giáo Trung ương phát động. Đây là lần thứ 3 Đảng ủy khối tổ chức giải Búa Liềm Vàng. Với các đảng viên, các cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giải Búa Liềm Vàng không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa. Để mỗi người EVN bày tỏ tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Quý vị hãy đăng ký kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News, nhấn chuông để theo dõi thêm nhiều video ý nghĩa nhé.